Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop và nhận được 50.000 đồng, 50 triệu đồng token Multi Network Swap. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 900.000 tỷ. Đã có 2.809 tài khoản holder và đã phát sinh 6.755 lượt giao dịch nhé. Bây giờ tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột direct của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu MLS nhé. Số tập phân 18. Rồi các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Tìm tới bước 2, truy cập vào link website chính để nhận token. Rồi, bạn nhấp vào đây giúp mình nhé. Claimairdrop đây. Ở đây các bạn thấy có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.01 BLV mua đồng này. Các bạn có điều kiện để hold tích trữ lâu dài nhé. Chờ có hội ích như là tài khoản nào. Rồi nếu các bạn claim, các bạn nhận nhấp vào phần này, claim drop 50 triệu MLS. Nếu có yêu cầu kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chưa hiển thị nên bảo Figa chưa được rồi nhé. Đây rồi, lỗi Figa. Mình sẽ làm lại sau 1-2 về giây nữa. Các bạn giúp mình thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất chuyên về mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch bạn Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh và để hưởng 20% phí giao dịch của lời nhé. Rồi mình sẽ thực claim lại phát đơn. Các bạn thực hiện nhé. Rồi Figa là 0.000567 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn hãy thường xuyên lưu ý cái cột bên cánh tay trái của bên phải của website claimairdrop đang là những cái dự án airdrop đặc biệt sắp kết thúc. Các bạn có thể vào đây nhấp và nhận nút nhận token để mở giao dịch mới. Tương ứng với dự án thì là contract của nó, thì các bạn có copy contract vào ví của các bạn, các bạn dán vào nhé và nhấp nhận token và sang đây để làm thì các bạn nhé. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhận được 50 triệu đồng token MLS. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.